Xin chào toàn thể anh em yêu mến âm thanh, những anh em đam mê âm thanh thân mến. Rất nhiều ngày hôm nay thì em có bộn bề rất là nhiều hàng hóa cần phải đóng đi gửi đến các nơi cho nhiều anh em trên cả nước. Thì em không làm video nhiều được. Thì ngày hôm nay có chút thời gian rảnh, em làm về một loại dây AV để cho anh em dễ chơi. Đấy, loại này thì em mới nhập về, trước em đã từng làm rồi. Loại này là loại Hitachi bạc vàng, anh em có thể là gọi vui là loại dây Hitachi AV Trần Phú. Đấy, cũng được nhá. Đấy thì như anh em nhìn đấy, về cái thẩm mỹ anh em đã thấy đấy, cái bề ngoài nó là vỏ màu vàng đấy, rắc thì em đi ngoài rắc Hitachi xịn của nó này, Hitachi chuẩn Hitachi nhá, rắc bãi nhá, rất là ổn luôn. Cắm rút rất là êm ái cũng như là chắc chắn. Đấy, cái đấy em không phải quảng cáo nhiều. Còn về cái dây ra sao thì bây giờ em sẽ tách lõi để cho anh em thấy về cái phôi dây nó như thế nào. Đấy. Đây, đây là một cái phôi dây em chuẩn bị sẵn. Đấy. Đấy nhá, em sẽ tách nó ra. Đấy. Đấy. Thì bao giờ các cái dòng dây AV cũng có một lớp chống nhiễu nha anh em thấy nhá. Đấy. Bởi vì sao? Bởi vì các cái dòng dây AV tín hiệu là cần cái độ chắc chắn cũng như là ổn định. Đấy, không bị nhiễu động. Đấy. Để sao? Để cho một cái tín hiệu âm thanh đấy, nó tốt, đấy nó đảm bảo thì anh em mới có chất lượng, nó tuyệt vời được. Đấy. Thì sau một lớp chống nhiễu đó là đây một lớp giấy đấy. Đấy, đây là một cái dây mát này, đây là một cái dây mát mạ bạc nha. Đấy, còn đây là lớp giấy tét lông. Khi anh em tách ra thì nó gồm hai lõi đỏ đen trắng nha. Đấy, em tuốt ra này. Đấy. Đấy. Đây nha, để lấy led cho anh em xem này. Đấy. Lõi mạ bạc anh em nhé, lõi đồng mạ bạc rất là ok cho cái tín hiệu âm thanh, nó cái độ chi tiết nó cao. Về cái thằng Hitachi thì anh em khỏi phải bàn cãi rồi. Đấy, độ chi tiết của nó rất là cao. Đấy. Lõi đồng mạ bạc. Đấy. Thằng này thì em không phải quảng cáo nhiều nữa, em làm video con này ngắn thôi. Thì thằng này em đang để với giá là 250.000 một bộ như này anh em nhé, 250.000 một bộ như này. Đấy. Còn ship toàn quốc đấy, em có thể ship toàn quốc cho anh em đấy, phí 30.000 đấy, toàn quốc bao tận tay cho anh em kiểm tra rồi mới thanh toán nhá. Đấy, ship toàn quốc cho anh em, anh em tổng là 280.000 anh em có thể nhận tận tay. Đấy, 280.000 em bao ship tận tay đến tay anh em. Còn dây này nó chỉ giờ giá 250.000 thôi anh em nhá. Đấy, rất dễ chơi đấy, dây này rất hợp cho rất nhiều anh em đấy, đảm bảo là cái độ chi tiết nó rất là cao. Về dòng dây Hitachi thì em cũng làm nhiều rồi đấy, em đã nói về độ chi tiết cũng như là cái độ tơi nhuyễn của nó rồi đấy, em không quảng cáo thêm. Thì anh em có thể là đặt hàng, có thể là liên hệ cho em đấy, qua số điện thoại 0963411622 hoặc có thể để lại comment ở phía bên dưới số điện thoại để em gọi đến cho anh em đấy. Thì một bộ nó gồm như này nhá, bộ gồm như này, một đỏ một đen rất là ok nhá, tay anh em đấy, anh em cứ kiểm tra. Anh em có thể gọi vui con này là Hitachi bản dây Trần Phú cũng được nhá. Nhìn nó rất cái màu vàng này rất giống màu vàng dây Trần Phú này đấy. Nhưng mà cái độ chi tiết của nó đem lại thì rất là cao nên anh em cứ yên tâm nhá, anh em cứ tin tưởng vào em đấy, em những cái đồ chơi âm thanh em mang đến cho anh em đều là những cái đồ chất lượng đấy, từ những bản thấp nhất là 250.000 như này, em có các cái bản cao cấp hơn như của Hitachi thì có 350.000 này, 550.000 này đấy, cho đến các loại tiền triệu em đều có, từ bản thấp nhất cho đến bản cao cấp như anh em thấy ở đây phía trước đấy, các cái dây calon đực cái này đều là xịn luôn này, DIY các cái loại rắc xịn để cho anh em có cái độ tiếp xúc nó cao thì cái độ tín hiệu của anh em nó rất là ok. Đấy, bản này của Đức này đấy, các cái dây của châu Âu cũng như là của Nhật em đều có cả, thì anh em có thể liên hệ em tư vấn thêm
Đấy, anh em nào cần cao cấp hơn em có cao cấp hơn cho anh em, luôn luôn phục vụ khách hàng là trên hết đấy. Mang đến cho anh em những món đồ chơi âm thanh sao cho nó đảm bảo được cái chất lượng đấy. Thì anh em có thể là like cũng như là đăng ký kênh cho em để tham khảo thêm nhiều mẫu dây mới hoặc là nhiều mẫu đồ chơi mới đấy, thì nó sẽ thông báo cho anh em, thì anh em có thể ủng hộ cho em một like để em tiếp tục phát triển những cái video tốt hơn đến cho anh em. Đấy, và video hôm nay em kết thúc tại đây. Xin chào toàn thể mọi người.